Trong cuộc sống hàng ngày, có những lúc chúng ta cảm thấy như vận xui cứ đeo bám không rời. Mọi thứ dường như không thuận lợi, từ công việc đến tiền bạc, và thậm chí là cả sức khỏe. Những lúc như vậy, việc tìm đến các biện pháp xả xui theo phong thủy và tâm linh là điều mà nhiều người tin tưởng. Một trong những cách hiệu quả nhất là thông qua các món ăn đặc biệt, giúp thay đổi vận mệnh, kích hoạt tài lộc và may mắn. Trong phong thủy, thức ăn không chỉ là dinh dưỡng cho cơ thể, mà còn là phương tiện để điều hòa năng lượng, hút tài lộc, xua đuổi năng lượng tiêu cực và mở ra con đường may mắn. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 9 món ăn xả xui giúp gia chủ hóa giải vận đen, thu hút tài lộc và chuyển vận mệnh từ xui xẻo thành may mắn. Những món ăn này không chỉ ngon mà còn chứa đựng những ý nghĩa tâm linh sâu sắc, được truyền lại từ đời này qua đời khác. 1. Xôi gất, món ăn kích hoạt tài lộc. Trong phong thủy, màu đỏ của gất được coi là biểu tượng mạnh mẽ của sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn. Xôi gất thường được dùng trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi, vì mang ý nghĩa khởi đầu mới tươi sáng và đầy hứa hẹn. Màu đỏ trong văn hóa Á Đông tượng trưng cho sự hạnh phúc và thịnh vượng, đồng thời có khả năng xua đuổi tà khí, hóa giải những điều không may mắn. Khi cảm thấy vận đen đeo bám, bạn có thể nấu xôi gất và ăn cùng gia đình. Màu đỏ rực rỡ của gất không chỉ tượng trưng cho may mắn mà còn kích hoạt năng lượng dương tích cực trong ngôi nhà, giúp tài lộc đổ về. Người ta tin rằng, ăn xôi gất sẽ giúp e đỏ vận, từ đó hóa giải các tình huống không thuận lợi và mở ra con đường mới tràn đầy hy vọng. 2. Cá chép, linh vật mang lại sự kiên trì và thành công. Trong văn hóa phong thủy, cá chép được xem là biểu tượng của sự kiên trì, quyết tâm và thăng tiến. Hình ảnh cá chép vượt vũ môn hóa rồng là biểu tượng cho sự thành công sau nhiều nỗ lực. Điều này đặc biệt ý nghĩa trong công việc và cuộc sống, khi chúng ta gặp phải những trở ngại và khó khăn. Ăn cá chép không chỉ là một món ăn bổ dưỡng mà còn là cách để gia chủ kích hoạt năng lượng thịnh vượng, thu hút tài lộc và xua đuổi xui xẻo. Người ta tin rằng, khi ăn cá chép, đặc biệt là cá chép kho, nấu canh hoặc hấp, gia chủ sẽ gặp may mắn trong công việc và cuộc sống. Cá chép còn tượng trưng cho sức mạnh của nước, một trong những yếu tố quan trọng trong phong thủy giúp lưu thông tài lộc và cân bằng năng lượng. 3. Bánh chưng, món ăn truyền thống mang lại sự ổn định tài lộc. Bánh chưng không chỉ là món ăn truyền thống của người Việt mà còn là biểu tượng của sự ổn định, phồn thịnh và vững chắc. Hình dáng vuông vắn của bánh chưng tượng trưng cho đất, với đầy đủ nhân thịt, đậu xanh và nếp dẻo quán, bánh chưng mang ý nghĩa no đủ, sung túc. Trong tâm linh, bánh chưng được coi là món ăn giúp cân bằng âm dương, mang lại sự ổn định trong gia đình và tài chính. Ăn bánh chưng trong những dịp đầu năm mới hoặc khi bạn cảm thấy vận mệnh đang gặp nhiều trắc trở sẽ giúp cân bằng lại năng lượng trong nhà, tạo điều kiện cho tài lộc phát triển bền vững. Điều này đặc biệt quan trọng khi gia chủ muốn duy trì sự giàu có và thịnh vượng lâu dài. 4. Trứng vịt lộn, biểu tượng của sự thay đổi và tái sinh. Trứng vịt lộn, một món ăn bình dân, nhưng trong phong thủy, nó mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Trứng vịt lộn tượng trưng cho sự thay đổi và tái sinh, chuyển từ điều không may mắn sang vận may. Ăn trứng vịt lộn được cho là cách để lộn ngược tình thế, giúp gia chủ chuyển vận xuôi thành vận đỏ. Trong những giai đoạn khó khăn, ăn trứng vịt lộn sẽ giúp bạn kích hoạt lại năng lượng tích cực, tạo cơ hội mới và đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo đúng đắn. Món ăn này còn giúp gia chủ tăng cường sinh lực, thu hút tài lộc và may mắn về mọi mặt. 5. Thịt gà, món ăn tượng trưng cho sự may mắn và bình an. Thịt gà, đặc biệt là gà luộc, luôn xuất hiện trong các mâm cúng xả xui và lễ hội quan trọng. Trong phong thủy, thịt gà không chỉ là biểu tượng của sự khởi đầu mới mà còn là món ăn mang lại bình an và may mắn cho gia đình. Thịt gà vàng ươm, khi được nấu chín kỹ, là dấu hiệu của sự giàu có, tài lộc và vận may. Đặc biệt, gà còn được xem là loài vật có khả năng kết nối giữa trời và đất, giúp điều hòa năng lượng âm dương trong gia đình. Khi cảm thấy tài lộc của gia đình bị đình trệ hoặc gặp vận xui, hãy chuẩn bị món thịt gà trong các dịp quan trọng để kích hoạt lại vận may và sự thịnh vượng cho gia đình. 6. Canh khổ qua giúp hóa giải vận xui. Canh khổ qua không chỉ là món ăn mát lành mà còn có ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong việc xả xui và giải hạn. Trong tiếng Việt, khổ qua có nghĩa là khổ qua đi,
tượng trưng cho việc xua tan những khó khăn, vận đen trong cuộc sống. Gia chủ ăn canh khổ qua khi cảm thấy cuộc sống gặp nhiều trở ngại, không thuận lợi sẽ giúp hóa giải những điều không may mắn, đồng thời mở ra những cơ hội mới. Theo phong thủy, khổ qua có tính lạnh, giúp thanh lọc cơ thể và tinh thần, loại bỏ những năng lượng tiêu cực và tích tụ xấu. Món canh này giúp gia chủ tẩy sạch những vận hạn xấu, đồng thời mang lại sự thanh thản và bình an trong tâm hồn, giúp mọi thứ trở nên thuận lợi hơn. 7. Cháo trắng, món ăn thanh lọc năng lượng. Cháo trắng tuy là món ăn đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt trong việc thanh lọc cơ thể và giải xuôi. Cháo trắng không có gia vị phức tạp, giúp gia chủ tẩy sạch những năng lượng xấu, tích tụ trong cơ thể và tinh thần. Món ăn này giúp giải phóng những năng lượng tiêu cực, đồng thời làm mới lại dòng chảy năng lượng trong ngôi nhà. Theo phong thủy, ăn cháo trắng khi gặp vận xui không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn làm tinh thần sảng khoái, từ đó tạo ra sự nhẹ nhàng, dễ chịu, mở đường cho tài lộc và vận may. Món cháo trắng còn là biểu tượng của sự thanh tịnh, giúp gia chủ giữ tâm bình lặng để đón nhận những điều tốt đẹp đến với cuộc sống. 8. Bánh bao, tượng trưng cho sự thịnh vượng. Bánh bao là món ăn tượng trưng cho sự thịnh vượng và no đủ trong phong thủy. Hình dạng tròn đầy của bánh bao mang ý nghĩa của sự phát triển tài lộc, công danh và sự nghiệp. Bánh bao mềm mại, trắng miệng và ngọt ngào là biểu tượng của cuộc sống đủ đầy, an lạc. Trong phong thủy, bánh bao còn là món ăn giúp kích hoạt tài lộc, thu hút sự thịnh vượng vào nhà. Khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, ăn bánh bao sẽ giúp kích hoạt lại vận may, mang lại sự giàu có và phát đạt cho gia chủ. 9. Lẩu cá, biểu tượng của sự lan tỏa tài lộc. Lẩu cá không chỉ là món ăn ngon miệng mà còn mang lại sự may mắn và tài lộc trong phong thủy. Hơi nóng từ nồi lẩu tượng trưng cho năng lượng dương mạnh mẽ, giúp lan tỏa tài lộc và sự thịnh vượng trong gia đình. Cá, với hình ảnh vượt vũ môn hóa rồng, mang đến sự thành công, phát triển và sự kiên trì. Lẩu cá cũng là món ăn phù hợp để chia sẻ cùng gia đình và bạn bè, tạo nên không khí ấm cúng, đoàn kết. Điều này cũng góp phần làm tăng cường sự lưu thông năng lượng dương tích cực, giúp thu hút tài lộc và xua tan những điều xui xẻo. Những món ăn không chỉ là nguồn dinh dưỡng mà còn là công cụ phong thủy mạnh mẽ giúp điều chỉnh năng lượng, xua đuổi vận xui và thu hút tài lộc. 9 món ăn xả xui được liệt kê trong bài không chỉ giúp gia chủ hóa giải những điều không may mắn mà còn kích hoạt tài lộc, mang lại sự thịnh vượng và bình an cho gia đình. Khi bạn cảm thấy vận mệnh của mình không thuận lợi, hãy thử những món ăn này để xua tan năng lượng tiêu cực và mở ra những cơ hội mới. Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi mọi thứ diễn ra nhanh chóng và đôi khi những dấu hiệu nhỏ bé, giản dị lại mang trong mình những thông điệp quan trọng mà chúng ta vô tình bỏ qua. Những buổi sáng yên bình, khi vừa mở mắt thức dậy, có thể là lúc bạn cảm nhận rõ nhất những thay đổi trong cuộc sống. Theo quan niệm phong thủy và tâm linh, những hiện tượng nhỏ nhặt mà bạn gặp phải vào lúc bình minh có thể là dấu hiệu của những điều may mắn, tài lộc đang chuẩn bị đến với bạn. Đó có thể là một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa, một chú chim hót líu lo, hay thậm chí là một cảm giác kỳ lạ khi bạn nhìn vào gương và thấy sắc mặt của mình khác lạ hơn thường ngày. Trong phong thủy, mỗi dấu hiệu mà bạn thấy khi vừa thức dậy có thể mang theo một ý nghĩa sâu xa, thậm chí có thể là điềm báo về một tương lai sáng lạn, đầy tài lộc và may mắn. Không phải ai cũng may mắn nhận ra những dấu hiệu này, nhưng nếu bạn chú ý, bạn có thể thấy rằng vũ trụ luôn gửi đến chúng ta những tín hiệu của sự thay đổi tích cực. Và nếu bạn biết nắm bắt những khoảnh khắc đó, biết cách hành động đúng thời điểm, bạn sẽ có cơ hội mở ra cánh cửa dẫn đến một tương lai thịnh vượng, giàu sang và hạnh phúc. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn nhận biết 9 dấu hiệu quan trọng mà nếu bạn thấy chúng vào buổi sáng, đó là tín hiệu cho biết bạn đang đứng trước ngưỡng cửa của sự thành công và may mắn. Đừng bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào, vì rất có thể, chúng sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự phát đạt, là lời nhắn gửi từ vũ trụ rằng bạn sắp được đón nhận những điều tuyệt vời trong cuộc sống. 1. Thấy nhện giăng tơ trước cửa chính. Như đã nói, nhện giăng tơ trước cửa chính không chỉ là một dấu hiệu của sự kiên nhẫn mà còn là biểu tượng của sự thành công bền vững. Khi bạn thấy nhện giăng tơ, hãy chú ý đến hướng và vị trí của mạng nhện. Nếu mạng nhện được giăng ở góc đông nam của cửa chính,
đây là hướng của tài lộc theo phong thủy. Điều này có thể chỉ ra rằng bạn sắp đón nhận những cơ hội tài chính từ việc kinh doanh hoặc đầu tư. Để kích hoạt thêm năng lượng tích cực, bạn có thể đặt một bát nước sạch hoặc một chậu cây cảnh nhỏ ở gần cửa chính. Điều này giúp tạo ra sự cân bằng và hài hòa, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng. 2. Thấy chim về nhà làm tổ. Khi chim về nhà làm tổ, điều quan trọng là bạn không nên làm phiền chúng. Chim sẽ chọn những nơi an toàn và yên tĩnh để làm tổ, điều này có nghĩa là ngôi nhà của bạn đang có một không gian sống tốt, hài hòa. Để giữ cho nguồn năng lượng này luôn tích cực, bạn có thể đặt thêm các loại cây cối xung quanh nhà, như cây tre hoặc cây trúc. Những loại cây này không chỉ mang lại bóng mát mà còn giúp xua đuổi tà khí và thu hút vận may. Đặc biệt, nếu bạn có thể chăm sóc tổ chim một cách cẩn thận, điều này sẽ giúp gia đình bạn luôn được bảo vệ và may mắn trong mọi việc. 3. Thấy tay phải rung lên. Tay phải rung lên vào buổi sáng là một dấu hiệu tốt, nhưng để vận may này không trôi qua một cách lãng phí, bạn nên hành động ngay lập tức. Nếu bạn đang có kế hoạch đầu tư hoặc mua sắm lớn, hãy xem xét thực hiện chúng trong ngày hôm đó. Bạn cũng có thể cân nhắc làm những việc tốt, như quyên góp từ thiện hoặc giúp đỡ người khác. Theo quan niệm phong thủy, việc làm điều tốt sẽ giúp gia tăng may mắn và tài lộc cho bạn. 4. Thấy bướm bay vào nhà. Khi bướm bay vào nhà, bạn nên tránh việc cố gắng bắt hoặc đuổi chúng đi. Hãy để bướm tự do bay lượn trong nhà, bởi chúng mang đến những điều tốt lành. Nếu bạn có thể, hãy mở các cửa sổ để tạo ra sự thông thoáng và cho phép những năng lượng tích cực lưu thông tự do. Nếu bướm bay đến gần bạn, đó là dấu hiệu rằng bạn đang ở trung tâm của sự chú ý và sẽ sớm nhận được những tin vui trong công việc hoặc cuộc sống cá nhân. 5. Thấy tiền rơi vãi trước nhà. Tiền bạc xuất hiện một cách bất ngờ trước nhà là điềm báo may mắn, nhưng điều quan trọng là cách bạn xử lý nó. Nếu bạn nhặt lên, hãy giữ nó như một biểu tượng của tài lộc đang đến với bạn. Bạn cũng có thể đặt một đồng xu nhỏ hoặc một viên đá phong thủy ở vị trí đó để giữ lại năng lượng tích cực. Điều này sẽ giúp gia tăng thêm sự giàu có và thịnh vượng cho ngôi nhà của bạn. Ngoài ra, bạn có thể dùng tiền đó để làm một việc tốt, như mua quà cho người thân hoặc quyên góp từ thiện. Điều này sẽ giúp năng lượng tốt lan tỏa rộng hơn và trở lại với bạn theo cách tích cực. 6. Thấy sắc mặt trở nên hồng hào. Sắc mặt hồng hào vào buổi sáng không chỉ là dấu hiệu của sức khỏe tốt mà còn là biểu hiện của sự may mắn đang đến gần. Bạn có thể tận dụng thời điểm này để bắt đầu một dự án mới hoặc đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc. Để duy trì năng lượng tích cực, hãy dành thời gian để thiền hoặc tập thể dục nhẹ nhàng vào buổi sáng. Điều này không chỉ giúp bạn duy trì sức khỏe mà còn giúp tâm hồn bình an, mở ra con đường cho những điều tốt lành đến với bạn. 7. Thấy giấc mơ về nước chảy. Giấc mơ về nước chảy là một dấu hiệu mạnh mẽ của tài lộc và thịnh vượng. Nước tượng trưng cho sự giàu có và dòng chảy liên tục của tài sản. Sau khi mơ thấy nước chảy, bạn nên kiểm tra lại các nguồn tài chính của mình, có thể có những cơ hội mới đang đến mà bạn chưa nhận ra. Bạn cũng có thể sử dụng phong thủy để kích hoạt tài lộc bằng cách đặt một bể cá nhỏ hoặc một đài phun nước ở khu vực phía đông nam của ngôi nhà. Đây là khu vực tượng trưng cho tài lộc. Nước chảy liên tục sẽ giúp duy trì sự lưu thông của tiền bạc và mang lại thịnh vượng dài lâu. 8. Thấy con vật cưng của bạn vui vẻ bất thường. Khi con vật cưng của bạn trở nên vui vẻ bất thường, điều này có thể phản ánh sự thay đổi tích cực trong năng lượng của ngôi nhà. Bạn có thể tận dụng cơ hội này để dọn dẹp và làm mới không gian sống của mình. Hãy chắc chắn rằng các cửa sổ và cửa ra vào luôn sạch sẽ và thông thoáng, giúp cho năng lượng tốt có thể lưu thông tự do. Đặt thêm một vài chậu cây xanh hoặc treo những bức tranh mang lại cảm giác bình yên và thịnh vượng để tăng cường sự may mắn. 9. Thấy được cho tiền vào buổi sáng. Nếu bạn được ai đó cho tiền vào buổi sáng, dù là một món tiền nhỏ, hãy coi đó là sự khởi đầu của một ngày đầy may mắn. Bạn có thể đặt đồng tiền đó trong ví tiền hoặc một góc đặc biệt trong nhà để tượng trưng cho sự phát triển tài lộc. Điều này sẽ giúp duy trì năng lượng tích cực và thu hút thêm nhiều cơ hội tài chính trong tương lai. Bạn cũng có thể dùng tiền đó để mua những món đồ mang lại may mắn như đá phong thủy hoặc cây cảnh. Điều này sẽ giúp bạn gia tăng vận may và tài lộc suốt cả ngày.
Những dấu hiệu may mắn mà bạn thấy vào buổi sáng không chỉ là ngẫu nhiên, mà có thể là những thông điệp từ vũ trụ, báo hiệu rằng bạn sắp sửa đón nhận những cơ hội lớn trong cuộc sống. Nếu bạn biết cách nhận diện và hành động đúng lúc, những dấu hiệu này sẽ trở thành động lực giúp bạn tiến xa hơn, đạt được những thành công lớn hơn trong công việc và cuộc sống. Hãy luôn mở lòng và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại, để mỗi ngày của bạn đều trở nên ý nghĩa và tràn đầy năng lượng tích cực. Mỗi ngôi nhà đều có những bí mật phong thủy ẩn chứa bên trong, những yếu tố tưởng chừng như bình thường nhưng lại có khả năng thay đổi hoàn toàn vận mệnh của gia đình. Trong hành trình đi tìm sự thịnh vượng và may mắn, chúng ta thường tìm đến những biện pháp phong thủy để hóa giải vận xui, thu hút tài lộc và bảo vệ sức khỏe. Một trong những phương pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong phong thủy là sử dụng tỏi. Tỏi không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, mà còn là một biểu tượng mạnh mẽ trong phong thủy với khả năng hóa giải năng lượng tiêu cực, bảo vệ gia đình khỏi những điều không may mắn. Đặc biệt, tỏi còn được sử dụng như một bùa hộ mệnh để thu hút tài lộc, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Từ xa xưa, ông bà ta đã biết cách sử dụng tỏi để bảo vệ gia đình khỏi những tà khí, và cho đến ngày nay, phương pháp này vẫn được nhiều người tin tưởng và áp dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 6 vị trí trong nhà mà bạn nên đặt tỏi để xóa sạch vận xui, mở rộng cánh cửa cho tài lộc và may mắn ùa về. Mỗi vị trí đều có ý nghĩa phong thủy riêng, góp phần tạo nên một môi trường sống an lành, thịnh vượng cho gia đình bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu những bí quyết phong thủy đơn giản nhưng đầy hiệu quả này, để giúp gia đình bạn luôn được bảo vệ và hưởng lộc dài lâu. 1. Đặt tỏi ở cửa chính, bảo vệ và thu hút tài lộc. Cửa chính là nơi đón nhận và lưu thông năng lượng, là lối vào chính của khí lành và cũng là nơi mà khí xấu có thể xâm nhập vào nhà. Do đó, việc đặt tỏi ở cửa chính sẽ giúp ngăn chặn các luồng khí xấu, không để chúng xâm nhập vào nhà, đồng thời giữ cho không gian trong nhà luôn sạch sẽ, tràn đầy năng lượng tích cực. Khi tà khí bị đẩy lùi, tài lộc và may mắn sẽ dễ dàng chảy vào nhà, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Đặt tỏi ở cửa chính cũng là cách để gia chủ bảo vệ gia đình khỏi những điều không may mắn. Một bó tỏi nhỏ hoặc một tép tỏi được đặt trong một túi vải nhỏ và treo ngay cạnh cửa chính sẽ tạo nên một lá chắn vô hình, giúp bảo vệ gia đình khỏi những năng lượng tiêu cực từ bên ngoài. Hãy chắc chắn rằng bạn treo tỏi ở cả hai bên cửa chính để tạo nên sự bảo vệ toàn diện cho ngôi nhà của mình. 2. Đặt tỏi ở góc bếp, hóa giải năng lượng tiêu cực, thu hút tài lộc. Góc bếp là nơi quan trọng trong nhà, không chỉ liên quan đến sự no ấm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận của gia đình. Năng lượng tiêu cực tích tụ ở góc bếp có thể làm giảm sức khỏe, gây ra những khó khăn về tài chính cho gia đình. Đặt tỏi ở góc bếp không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn hóa giải những năng lượng tiêu cực, giúp gia đình luôn gặp may mắn và thịnh vượng. Một cách đơn giản nhưng hiệu quả là bạn có thể đặt một vài tép tỏi trong một cái rổ nhỏ và để ở góc bếp, nơi bạn thường nấu nướng. Mùi hương của tỏi không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn xua đuổi tà khí, mang lại năng lượng tích cực cho không gian sống. Điều này sẽ giúp gia đình bạn luôn hòa thuận, ấm no và hạnh phúc. 3. Đặt tỏi dưới gầm giường, hóa giải năng lượng xấu, bảo vệ giấc ngủ. Giấc ngủ không chỉ là thời gian để cơ thể nghỉ ngơi mà còn là lúc tinh thần được tái tạo, lấy lại năng lượng sau một ngày dài làm việc. Nếu giấc ngủ của bạn thường xuyên bị gián đoạn, gặp ác mộng hoặc không sâu giấc, đó có thể là dấu hiệu của việc năng lượng tiêu cực tích tụ dưới gầm giường. Đặt một vài tép tỏi dưới gầm giường là cách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để hóa giải năng lượng xấu, bảo vệ giấc ngủ của bạn. Tỏi có khả năng hút và hóa giải những khí âm, năng lượng tiêu cực dưới giường, giúp bạn có một giấc ngủ sâu và yên bình hơn. Điều này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mang lại sự may mắn và tài lộc cho gia đình. Nếu bạn có trẻ nhỏ, việc đặt tỏi dưới gầm giường cũng là cách bảo vệ bé khỏi những giấc mơ xấu, đảm bảo giấc ngủ yên bình cho cả gia đình. 4. Đặt tỏi ở góc phòng khách, hút tài lộc, tạo năng lượng tích cực. Phòng khách là không gian trung tâm của ngôi nhà, nơi gia đình sum họp và cũng là nơi tiếp đón khách khứa. Do đó, phòng khách cần được duy trì năng lượng tích cực, hài hòa để thu hút tài lộc và may mắn vào nhà. Đặt tỏi ở góc phòng khách sẽ giúp tạo ra một không gian hài hòa, ấm cúng, đồng thời thu hút tài lộc và năng lượng tích cực vào nhà.
Tỏi sẽ giúp cân bằng năng lượng trong phòng khách, hóa giải những năng lượng tiêu cực, mang lại sự may mắn cho gia chủ. Bạn có thể đặt tỏi trong một chiếc túi vải nhỏ, treo ở góc phòng khách hoặc đặt trong một chiếc rổ nhỏ và để trên bàn. Điều này không chỉ mang lại vẻ đẹp một mặt cho không gian sống mà còn tạo ra sự bảo vệ phong thủy mạnh mẽ cho ngôi nhà của bạn. 5. Đặt tỏi trong két sắt hoặc nơi cất giữ tiền bạc, bảo vệ tài sản, thu hút tiền tài. Két sắt hoặc nơi cất giữ tiền bạc là nơi quan trọng, nơi bảo quản tài sản của gia đình. Đặt một vài tép tỏi trong két sắt hoặc nơi cất giữ tiền bạc sẽ giúp bảo vệ tài sản, đồng thời thu hút thêm nhiều tài lộc vào nhà. Theo quan niệm phong thủy, tỏi không chỉ xua đuổi tà khí mà còn giúp tiền bạc trong nhà không bị thất thoát, luôn được bảo vệ an toàn. Khi đặt tỏi trong két sắt, bạn có thể dùng một chiếc túi nhỏ để giữ tỏi gọn gàng, không làm ảnh hưởng đến các tài liệu, tiền bạc khác. Hãy thường xuyên kiểm tra và thay mới tỏi để đảm bảo tác dụng phong thủy được duy trì. Điều này không chỉ giúp gia đình bạn yên tâm hơn về tài sản mà còn tạo ra một môi trường năng lượng tích cực, giúp tài lộc và tiền bạc luôn dồi dào. 6. Đặt tỏi ở cửa sổ xua đuổi năng lượng xấu, thu hút tài lộc từ bên ngoài. Cửa sổ là nơi giao thoa giữa không gian bên trong và bên ngoài ngôi nhà, nơi đón nhận ánh sáng và năng lượng từ bên ngoài vào. Tuy nhiên, cửa sổ cũng là nơi mà năng lượng tiêu cực có thể xâm nhập vào nhà nếu không được bảo vệ đúng cách. Đặt tỏi ở cửa sổ sẽ giúp xua đuổi những năng lượng xấu, ngăn chặn tà khí từ bên ngoài, đồng thời thu hút năng lượng tích cực và tài lộc vào nhà. Bạn có thể treo một chùm tỏi nhỏ ở gần cửa sổ hoặc đặt một vài tép tỏi ở bệ cửa sổ để tăng cường khả năng bảo vệ của tỏi. Điều này sẽ giúp không gian sống của bạn luôn trong lành, thoáng đãng và tràn đầy năng lượng tích cực. Đặc biệt, nếu nhà bạn có cửa sổ hướng ra nơi có nhiều năng lượng tiêu cực như nghĩa địa, bệnh viện hoặc đường lớn, việc đặt tỏi ở cửa sổ sẽ là một biện pháp hữu hiệu để hóa giải những ảnh hưởng không tốt. Tỏi là một trong những vật phẩm phong thủy dễ tìm và dễ sử dụng nhất, nhưng lại có tác dụng mạnh mẽ trong việc xua đuổi vận xui và thu hút tài lộc. Bằng cách đặt tỏi vào những vị trí chiến lược trong ngôi nhà, bạn có thể hóa giải những năng lượng tiêu cực, bảo vệ sức khỏe và tài sản của gia đình, đồng thời mở ra cánh cửa cho sự thịnh vượng và may mắn tràn vào. Phong thủy không chỉ là những quy tắc cứng nhắc mà còn là cách bạn cảm nhận và tương tác với không gian sống của mình. Khi bạn thực sự tin tưởng và áp dụng đúng cách, tỏi sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành công trong cuộc sống. Hãy áp dụng những bí quyết này ngay hôm nay để biến ngôi nhà của bạn thành một nơi không chỉ đầy ắp tình yêu thương mà còn tràn ngập tài lộc và may mắn. Phong thủy là một trong những hệ thống khoa học cổ xưa và đầy tính ứng dụng, không chỉ trong việc thiết kế không gian sống mà còn trong cách chúng ta sử dụng các vật phẩm hàng ngày để duy trì và thu hút những năng lượng tích cực. Một trong những vật phẩm đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả trong việc cải thiện phong thủy của ngôi nhà chính là muối. Muối không chỉ là nguyên liệu phổ biến trong bếp mà còn được coi là vũ khí mạnh mẽ trong phong thủy để bảo vệ, thanh tẩy và thu hút tài lộc. Từ lâu, muối đã được sử dụng trong các nghi lễ tẩy uế, bảo vệ không gian khỏi những năng lượng tiêu cực và mang lại sự bình an. Không chỉ vậy, khi được đặt đúng chỗ, muối còn có khả năng thu hút tài lộc, mang lại may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ. Điều đặc biệt ở muối chính là khả năng hấp thụ và chuyển hóa năng lượng xấu thành năng lượng tốt, từ đó giúp gia đình bạn luôn sống trong môi trường thuận lợi, đầy đủ và hạnh phúc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 5 vị trí lý tưởng để đặt muối trong nhà theo phong thủy. Những vị trí này không chỉ giúp bạn bảo vệ gia đình khỏi những vận xui, mà còn kích hoạt những dòng năng lượng tích cực, mở ra cánh cửa cho tài lộc và may mắn. Hãy cùng tìm hiểu và áp dụng để không gian sống của bạn trở nên hoàn hảo hơn, thu hút sự thịnh vượng và phúc lộc đến với gia đình. 1. Đặt muối ở góc phòng khách, đuổi sạch vận xui, mang lại bình an. Phòng khách được coi là trung tâm năng lượng của cả ngôi nhà, nơi tiếp đón khách và cũng là nơi gia đình quây quần, chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Vì vậy, việc đặt một chén muối ở góc phòng khách không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn bảo vệ gia đình khỏi những năng lượng tiêu cực. Đặc biệt, nếu bạn đặt muối ở gần cửa ra vào, nó sẽ hoạt động như một lớp lá chắn, ngăn chặn những yếu tố không mong muốn xâm nhập vào ngôi nhà của bạn. Muối với khả năng thanh tẩy mạnh mẽ sẽ giúp duy trì một không gian sống trong lành và yên bình,
làm dịu đi những căng thẳng và mang lại sự hòa hợp trong gia đình. Bạn có thể đặt muối trong một chén nhỏ và thêm vài đồng xu để tăng cường khả năng thu hút tài lộc. Đồng xu trong phong thủy biểu trưng cho tiền tài và thịnh vượng, khi kết hợp với muối sẽ giúp mang lại sự sung túc và may mắn cho gia đình. 2. Đặt muối dưới giường ngủ thu hút năng lượng tích cực, bảo vệ giấc ngủ an lành. Giường ngủ là nơi bạn dành phần lớn thời gian trong ngày để nghỉ ngơi, vì vậy việc giữ cho không gian này sạch sẽ và tràn đầy năng lượng tích cực là rất quan trọng. Đặt muối dưới giường ngủ, đặc biệt là dưới đầu giường, sẽ giúp thanh tẩy những năng lượng xấu, bảo vệ giấc ngủ của bạn và mang lại sự an lành. Muối có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực, giúp bạn có một giấc ngủ ngon và sâu hơn, đồng thời thu hút năng lượng tích cực vào không gian phòng ngủ. Một giấc ngủ ngon không chỉ giúp bạn tỉnh táo và minh mẫn hơn vào ngày hôm sau mà còn mang lại sự may mắn và tài lộc cho gia đình. Với muối được đặt dưới giường, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong chất lượng giấc ngủ, từ đó cải thiện sức khỏe và tinh thần, giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng suốt hơn trong cuộc sống. 3. Đặt muối ở nhà bếp bảo vệ tài lộc, tăng cường sự sung túc. Nhà bếp là nơi giữ lửa cho gia đình, nơi mọi bữa ăn được chuẩn bị và cũng là biểu tượng của sự thịnh vượng và sung túc. Đặt một chén muối ở góc bếp hoặc trên kệ bếp sẽ giúp bảo vệ tài lộc của gia đình, giữ gìn sự thịnh vượng và ngăn chặn những tổn thất không mong muốn. Muối không chỉ giúp duy trì năng lượng tích cực trong không gian bếp mà còn mang lại sự ổn định và an lành cho gia đình. Ngoài ra, đặt muối ở nhà bếp còn giúp cân bằng năng lượng, tạo ra một môi trường sống hài hòa và ấm cúng. Đây là cách tuyệt vời để duy trì sự đoàn kết và gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, đồng thời bảo vệ gia đình khỏi những yếu tố xấu. Nhà bếp với muối phong thủy sẽ luôn là nơi tràn đầy sự ấm áp và hạnh phúc, giúp mọi thành viên trong gia đình luôn cảm thấy thoải mái và an lành. 4. Đặt muối ở cửa ra vào ngăn chặn vận xui, đón tài lộc vào nhà. Cửa ra vào là nơi đầu tiên mà năng lượng đi vào nhà, vì vậy việc đặt muối ở đây có thể giúp ngăn chặn những năng lượng tiêu cực từ bên ngoài, đồng thời mời gọi năng lượng tích cực vào nhà. Đặt muối ở phía trong cửa ra vào sẽ giúp tạo ra một lớp bảo vệ vô hình, giữ cho ngôi nhà của bạn luôn an toàn và bình an. Không chỉ ngăn chặn năng lượng xấu, muối ở cửa ra vào còn có tác dụng thu hút tài lộc, mang lại sự thịnh vượng và phúc lộc cho gia đình. Đây là phương pháp phong thủy đơn giản nhưng rất hiệu quả, giúp gia đình bạn luôn gặp may mắn và thành công trong mọi việc. Đặc biệt, nếu nhà bạn có vị trí không thuận lợi về phong thủy, việc đặt muối ở cửa ra vào có thể giúp hóa giải những bất lợi này, mang lại sự ổn định và thịnh vượng cho gia đình. 5. Đặt muối ở nhà vệ sinh, thanh tẩy không gian, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Nhà vệ sinh là nơi thường xuyên tập trung những năng lượng tiêu cực, do đó việc đặt muối ở một góc nhà vệ sinh sẽ giúp thanh tẩy không gian, loại bỏ những yếu tố xấu và giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ, thoáng đãng. Đặc biệt, nếu nhà vệ sinh nằm ở vị trí không tốt theo phong thủy, việc sử dụng muối để hóa giải là rất cần thiết. Muối không chỉ giúp thanh tẩy không gian mà còn ngăn chặn sự lây lan của năng lượng tiêu cực sang các khu vực khác trong nhà. Điều này giúp bảo vệ không gian sống của bạn khỏi những tác động xấu, đồng thời thu hút tài lộc và may mắn đến với gia đình. Việc thay muối định kỳ cũng là cách duy trì năng lượng tích cực, giúp ngôi nhà của bạn luôn tràn đầy sự sống và thịnh vượng. Muối không chỉ là một nguyên liệu thiết yếu trong nhà bếp mà còn là một vật phẩm phong thủy mạnh mẽ, có thể giúp bạn bảo vệ ngôi nhà, thu hút tài lộc và mang lại sự thịnh vượng. Bằng cách đặt muối ở những vị trí quan trọng trong nhà, bạn có thể tạo ra một không gian sống hài hòa, tràn đầy năng lượng tích cực và mở đường cho sự phát triển và thành công. Hãy áp dụng những phương pháp này để cảm nhận sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn và gia đình, đảm bảo rằng ngôi nhà của bạn luôn được bảo vệ và thịnh vượng. Chúng ta thường không để ý đến những dấu hiệu nhỏ nhặt từ tự nhiên xung quanh mình. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy và tâm linh, những hiện tượng tưởng chừng như bình thường này lại chứa đựng những thông điệp đặc biệt, mang theo những tín hiệu của sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc. Một số loài vật khi xuất hiện trước cửa nhà không chỉ đơn thuần là sự hiện diện của chúng, mà còn là điềm báo của những điều tốt lành sắp đến với gia đình bạn. Trải qua nhiều thế hệ, những người đi trước đã truyền lại kinh nghiệm rằng thiên nhiên luôn gửi gắm những thông điệp quan trọng đến con người. Những loài vật đặc biệt,
Khi bất ngờ xuất hiện trước nhà bạn, có thể là dấu hiệu của những thay đổi lớn trong cuộc sống, mang lại niềm vui, sự hạnh phúc và những cơ hội bất ngờ. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao lại có một chú bướm bay vào nhà vào buổi sáng? Hay tại sao một con rùa lại lững thững bò đến trước cổng nhà bạn? Đó không chỉ là những hiện tượng ngẫu nhiên mà còn là dấu hiệu từ vũ trụ, nhắc nhở chúng ta rằng những điều tốt đẹp đang trên đường tới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 8 loài vật đặc biệt khi xuất hiện trước cửa nhà, mang theo những điềm báo cực kỳ may mắn. Đây không chỉ là những loài vật bình thường mà theo phong thủy, chúng có thể là tín hiệu báo trước cho những sự kiện quan trọng, những cơ hội lớn trong cuộc sống. Hãy cùng khám phá để hiểu rõ hơn về những loài vật này, và biết đâu bạn sẽ nhận ra rằng, một trong những loài vật này đã từng ghé thăm nhà bạn mà bạn chưa kịp nhận ra điều tốt lành mà chúng mang lại. Một, chim én, dấu hiệu của sự an lành và thịnh vượng. Chim én từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự an lành, hạnh phúc và thịnh vượng. Trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là ở Á Đông, chim én thường xuất hiện vào mùa xuân, mang theo hy vọng và niềm vui cho con người. Sự xuất hiện của chim én trước cửa nhà bạn không chỉ là một cảnh tượng đẹp mắt mà còn là điềm báo rằng gia đình bạn sắp đón nhận những điều tốt lành. Chim én không chỉ báo hiệu mùa xuân đang đến mà còn mang đến thông điệp về sự thịnh vượng và sự nghiệp thăng hoa. Chim én cũng được coi là biểu tượng của sự ổn định và phát triển bền vững. Khi chim én bay đến và làm tổ trước nhà, đó là lời chúc phúc cho gia đình luôn hạnh phúc, con cháu đầy đàn và mọi sự an khang, thịnh vượng. Sự hiện diện của chim én mang đến một cảm giác yên bình, làm dịu đi những lo âu, căng thẳng trong cuộc sống, giúp bạn có thêm niềm tin vào tương lai tốt đẹp. 2. Gà trống, biểu tượng của sự phú quý và thành công. Gà trống là loài vật không chỉ quen thuộc trong đời sống nông thôn mà còn mang trong mình nhiều ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Với tiếng gáy vang dội vào mỗi buổi sáng, gà trống từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự phú quý, thành công và thịnh vượng. Khi một con gà trống bất ngờ xuất hiện trước nhà bạn và cất tiếng gáy, đó là điềm báo rằng gia đình bạn sắp đón nhận một cơ hội lớn, có thể là thành công trong công việc hoặc một sự kiện mang lại phú quý. Gà trống không chỉ đơn thuần là một loài vật báo thức mà còn là biểu tượng của sự kiên cường, luôn dẫn dắt mọi người vượt qua khó khăn. Trong phong thủy, gà trống được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ gia chủ khỏi những điều xấu, mang lại may mắn và thịnh vượng. Nếu thấy gà trống đến gần nhà, bạn nên sẵn sàng cho những bước tiến lớn trong cuộc sống và công việc, vì đó là dấu hiệu của sự thành công và tài lộc đang chờ đợi. 3. Chó trắng, người bảo vệ trung thành mang lại may mắn. Chó trắng không chỉ là một loài vật trung thành, mà trong phong thủy, nó còn được xem là biểu tượng của sự bảo vệ, an lành và may mắn. Nếu một chú chó trắng bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà bạn, đó là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn đang được bảo hộ bởi những năng lượng tích cực. Chó trắng có khả năng giúp gia chủ tránh khỏi những điều không may, thu hút tài lộc và mang lại sự an khang cho gia đình. Sự xuất hiện của chó trắng còn thể hiện lòng trung thành và sự bảo vệ. Chó trắng thường được xem là loài vật mang lại sự trung thành và an toàn cho ngôi nhà, giúp gia đình luôn tránh xa những rủi ro và mọi điều tốt đẹp sẽ đến một cách tự nhiên. Khi chó trắng đến gần nhà, đó là lúc bạn nên mở lòng đón nhận những nguồn năng lượng tích cực, những cơ hội tốt đang đến gần. 4. Mèo vàng, tượng trưng cho tài lộc và sự thịnh vượng. Mèo vàng, hay còn được gọi là mèo thần tài, từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự may mắn và tài lộc trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là ở châu Á. Nếu một ngày bạn nhìn thấy mèo vàng xuất hiện trước nhà mình, đó là dấu hiệu cho thấy tài lộc đang đến gần. Mèo vàng không chỉ mang lại sự may mắn trong kinh doanh mà còn giúp gia đình bạn luôn thịnh vượng, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Mèo vàng còn được xem là biểu tượng của sự gắn kết gia đình, mang lại sự hòa thuận, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình luôn tốt đẹp. Khi mèo vàng xuất hiện, bạn nên chuẩn bị tinh thần để chào đón sự thịnh vượng, những cơ hội mới và tài lộc dồi dào sắp chảy vào nhà. 5. Rùa, biểu tượng của sự trường thọ và tài lộc. Rùa là một trong những linh vật thiêng liêng nhất trong phong thủy, biểu tượng cho sự trường thọ, phú quý và sự ổn định. Nếu bạn nhìn thấy một con rùa xuất hiện trước nhà, đó là dấu hiệu của sự phát triển bền vững, một cuộc sống an lành và tài lộc đang đến gần. Rùa còn được cho là loài vật mang lại sự bảo vệ,
giúp gia chủ duy trì sự ổn định và thịnh vượng lâu dài. Rùa còn là biểu tượng của sự bền bỉ, kiên trì và vững chắc trong cuộc sống. Sự xuất hiện của rùa trước nhà cũng là lời nhắc nhở rằng mọi khó khăn sẽ qua đi, và những điều tốt đẹp, tài lộc sẽ đến với bạn và gia đình. Rùa không chỉ mang lại may mắn mà còn giúp gia chủ phát triển bền vững, thịnh vượng theo thời gian. 6. Bướm, dấu hiệu của sự thay đổi và cơ hội mới. Bướm là loài vật tượng trưng cho sự thay đổi, sự hồi sinh và những cơ hội mới trong cuộc sống. Khi một con bướm bất ngờ bay vào nhà, đó là dấu hiệu cho thấy cuộc sống của bạn sắp có những thay đổi tích cực. Bướm không chỉ mang lại sự tươi mới, mà còn là tín hiệu cho thấy bạn sắp đạt được những thành tựu quan trọng, những cơ hội lớn đang đến gần. Bướm còn tượng trưng cho sự biến đổi và phát triển, giúp bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống và đạt được những mục tiêu lớn. Khi bướm xuất hiện, đó cũng là lúc bạn nên mở lòng đón nhận những thay đổi, tin rằng mọi điều tốt đẹp đang đến với mình, và cuộc sống sẽ trở nên phong phú, tươi đẹp hơn bao giờ hết. 7. Chim khách, điềm báo của tin vui và tài lộc. Chim khách được coi là loài chim mang lại tin vui, tài lộc và sự thịnh vượng. Nếu chim khách bay đến đậu trước nhà, đó là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp đón nhận một tin vui lớn, có thể là sự gia tăng về tài lộc, thăng tiến trong công việc, hoặc sự hòa thuận trong gia đình. Chim khách không chỉ là dấu hiệu của những tin tức tốt lành mà còn là biểu tượng của sự hòa thuận và phúc lộc dồi dào. Sự xuất hiện của chim khách cũng được xem là điềm báo rằng những kế hoạch và dự định của bạn sẽ diễn ra suôn sẻ, gặp nhiều may mắn. Khi chim khách bay đến, hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những điều tốt đẹp, những cơ hội mới và tài lộc đang đến gần. 8. Chim hạc, biểu tượng của sự thịnh vượng và trường thọ. Chim hạc là biểu tượng cao quý trong phong thủy, thường được xem là loài vật mang lại sự thịnh vượng, trường thọ và hạnh phúc. Nếu một con chim hạc bay đến và đậu trước cửa nhà bạn, đó là dấu hiệu của sự may mắn và sự phát triển bền vững. Chim hạc không chỉ mang lại sự thịnh vượng mà còn giúp gia đình bạn tránh xa những điều xấu, mang lại sự bình yên và hạnh phúc. Chim hạc còn được coi là biểu tượng của sự kiên trì và nghị lực. Sự hiện diện của chim hạc trước nhà cũng là lời nhắc nhở rằng mọi khó khăn sẽ qua đi, và những điều tốt đẹp, tài lộc sẽ đến với bạn và gia đình. Khi chim hạc bay đến, hãy tin rằng cuộc sống của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao mới, với những cơ hội và may mắn không ngừng đến gần. Những loài vật xuất hiện bất ngờ trước nhà không chỉ mang lại những dấu hiệu về tài lộc và may mắn mà còn là những tín hiệu từ thiên nhiên, nhắc nhở chúng ta về sự kết nối mạnh mẽ giữa con người và vạn vật. Hãy luôn mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp và tin rằng những điềm báo này sẽ mang lại sự giàu sang, phú quý cho bạn và gia đình trong tương lai. Cuộc đời không ai mãi thuận buồm xuôi gió và cũng không ai mãi gánh chịu những điều xui xẻo. Theo phong thủy và tử vi, mỗi con giáp đều có chu kỳ vận mệnh riêng, có lúc gặp khó khăn, thử thách, nhưng rồi cũng sẽ đến thời điểm được đón nhận những điều tốt đẹp mà trời đất ban tặng. Điều quan trọng là chúng ta biết kiên nhẫn, tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ đến và sẵn sàng đón nhận chúng khi cơ hội gõ cửa. Trong thế giới phong thủy và tử vi, có những con giáp đặc biệt được dự đoán là sẽ trải qua một giai đoạn thăng hoa trong thời gian tới. Những vận xui, khó khăn mà họ phải đối mặt trong thời gian qua sẽ dần lùi xa, nhường chỗ cho những cơ hội mới, những vận may trời ban. Đây chính là lúc những con giáp này được quý nhân phù trợ, tài lộc kéo đến không ngừng, và cuộc sống sẽ trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 6 con giáp đã hết hạn xui xẻo, chuẩn bị nhận lộc lớn trời ban, và phất lên giàu to trong thời gian sắp tới. Những con giáp này không chỉ được trời Phật che chở, mà còn nhận được sự giúp đỡ từ những quý nhân, mang lại những cơ hội mới, những thành công ngoài mong đợi. Hãy cùng tìm hiểu xem liệu bạn có nằm trong số đó không, và chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt lành sắp đến. 1. Tuổi Tý, bước qua thử thách, nhận lộc trời ban. Tuổi Tý được biết đến với sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Trong thời gian qua, dù phải đối mặt với không ít thử thách và gian nan, nhưng nhờ vào sự kiên trì và bản lĩnh, người tuổi Tý đã vượt qua tất cả. Tuy nhiên, sự kiên cường của họ không chỉ dừng lại ở đó. Đến thời điểm này, tuổi Tý sẽ bắt đầu cảm nhận được những thay đổi tích cực đang đến gần.
Những người sinh vào tuổi Tý sẽ được đón nhận sự giúp đỡ từ quý nhân, mang đến những cơ hội không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn mà còn thăng tiến trong sự nghiệp. Các mối quan hệ xã hội cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn, mở ra những cơ hội mới trong công việc và cuộc sống. Những khoản đầu tư trước đây có thể bắt đầu sinh lời, hoặc họ sẽ nhận được những cơ hội mới mang lại nguồn thu nhập dồi dào. Không chỉ dừng lại ở đó, tài lộc sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau. Đây là thời điểm vàng để tuổi Tý phát huy tối đa năng lực của mình, biến những khó khăn thành cơ hội và đạt được những thành tựu lớn. Những khó khăn trước đây giờ đây sẽ trở thành bàn đạp để người tuổi Tý tiến lên một tầm cao mới trong cuộc sống. 2. Tuổi Sửu, công việc thuận lợi, tài lộc phất lên. Tuổi Sửu, với bản chất chăm chỉ, kiên nhẫn và bền bỉ, đã trải qua một giai đoạn không mấy dễ dàng. Những khó khăn trong công việc và cuộc sống đã khiến họ không ít lần phải suy nghĩ, lo lắng. Tuy nhiên, như người ta thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng, vận may của tuổi Sửu đang dần trở lại. Thời gian tới đây, tuổi Sửu sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, những người sẽ mang đến cho họ những cơ hội mới trong công việc và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ dần ổn định và phát triển, giúp họ không chỉ đạt được những mục tiêu đã đặt ra mà còn tiến xa hơn nữa. Các mối quan hệ xã hội của họ cũng sẽ được củng cố, mang lại những cơ hội hợp tác mới đầy tiềm năng. Tài lộc cũng sẽ đến với tuổi Sửu một cách bất ngờ và dồi dào. Những khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, hoặc họ sẽ nhận được những cơ hội mới mang lại nguồn thu nhập ổn định. Đây là thời điểm mà tuổi Sửu nên tận dụng để phát triển sự nghiệp, mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mà họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Sự bền bỉ và kiên định của tuổi Sửu sẽ được đền đáp xứng đáng, mang lại cuộc sống sung túc và thịnh vượng. 3. Tuổi Dần, quý nhân phù trợ, vượt qua mọi khó khăn. Tuổi Dần là những người có bản lĩnh, mạnh mẽ và không ngại đối mặt với thử thách. Tuy nhiên, thời gian qua, họ cũng đã phải đối mặt với không ít khó khăn, khiến tinh thần đôi lúc cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đừng lo, vì vận may của tuổi Dần đang quay trở lại. Quý nhân sẽ xuất hiện và hỗ trợ họ vượt qua mọi khó khăn, giúp họ lấy lại sự tự tin và tinh thần chiến đấu. Tuổi Dần sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, giúp họ vượt qua mọi khó khăn và mở ra những cơ hội mới. Đây là thời điểm mà sự nghiệp của họ sẽ có những bước tiến vượt bậc, với nhiều dự án mới, công việc kinh doanh thuận lợi và nguồn thu nhập tăng lên đáng kể. Sự nghiệp của tuổi Dần sẽ có những bước tiến vượt bậc, mở ra nhiều cơ hội mới để họ thể hiện khả năng của mình. Những dự án đã ấp ủ từ lâu sẽ có cơ hội được triển khai và mang lại thành công lớn. Ngoài ra, tài lộc cũng sẽ dồi dào hơn, không chỉ đến từ công việc hiện tại mà còn từ những cơ hội đầu tư, kinh doanh mới. Đây là lúc tuổi Dần nên tận dụng cơ hội để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai, đồng thời củng cố các mối quan hệ xã hội để chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. 4. Tuổi Thìn, vượt qua sóng gió, đón nhận phúc lộc. Những người sinh năm Thìn luôn mang trong mình một khí chất hoàng gia, một sự thông minh và khéo léo trong việc quản lý công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ. Trong thời gian qua, tuổi Thìn đã phải đối mặt với những biến động lớn, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đang dần ổn định trở lại. Vận may của tuổi Thìn đang dần quay trở lại, và họ sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, giúp họ vượt qua những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Những dự án đã ấp ủ từ lâu sẽ có cơ hội được triển khai, mang lại những thành công ngoài mong đợi. Sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ thăng hoa, tài chính ổn định hơn, và cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Tài lộc cũng sẽ đến từ những nguồn không ngờ, giúp họ cải thiện tình hình tài chính một cách nhanh chóng. Đây là thời điểm tuổi Thìn nên tận dụng để phát triển sự nghiệp và củng cố vị thế của mình trong xã hội. Sự khéo léo và thông minh của tuổi Thìn sẽ giúp họ đạt được những thành công vượt bậc, đồng thời tạo ra những giá trị bền vững cho tương lai. 5. Tuổi Ngọ, vận may mỉm cười, tài lộc như ý. Tuổi Ngọ là những người đầy năng lượng, sáng tạo và luôn không ngừng khám phá những điều mới mẻ. Dù họ đã trải qua những thử thách, khó khăn trong thời gian qua, nhưng điều đó không thể làm giảm đi tinh thần nhiệt huyết của họ. Và giờ đây, vận may đang dần mỉm cười với tuổi Ngọ. Sự nghiệp của tuổi Ngọ sẽ có những bước tiến đáng kể trong thời gian tới.
quý nhân sẽ xuất hiện, mang lại những cơ hội mới, giúp họ thăng tiến trong công việc và đạt được những mục tiêu đã đề ra. Tài lộc cũng sẽ dồi dào hơn, với những nguồn thu nhập tăng lên từ công việc chính cũng như từ những dự án đầu tư mới. Đặc biệt, với sự hỗ trợ từ quý nhân, tuổi Ngọ sẽ có những quyết định sáng suốt trong công việc và cuộc sống, giúp họ tránh xa những rủi ro và đạt được những thành công ngoài mong đợi. Đây là thời điểm mà tuổi Ngọ nên tận dụng để phát triển bản thân, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mới, đồng thời tạo ra những giá trị bền vững cho tương lai. 6. Tuổi Dậu hóa giải vận rủi, đón nhận tài lộc. Tuổi Dậu, với tính cách tỉ mỉ và cẩn trọng, đã phải trải qua những thử thách không nhỏ trong thời gian qua. Tuy nhiên, vận rủi đã dần qua đi, và tuổi Dậu đang chuẩn bị đón nhận những điều tốt lành. Quý nhân sẽ xuất hiện, mang đến cho họ những cơ hội mới, giúp họ vượt qua khó khăn và đạt được những thành công đáng kể. Sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, với nhiều cơ hội mới trong công việc và kinh doanh. Tài lộc cũng sẽ đến từ những nguồn bất ngờ, giúp họ cải thiện tình hình tài chính một cách nhanh chóng. Đây là thời điểm mà tuổi Dậu nên tận dụng để phát triển sự nghiệp, củng cố vị thế của mình trong xã hội. Ngoài ra, tuổi Dậu cũng nên chú ý đến việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ xã hội, bởi đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp họ đạt được những thành công trong tương lai. Sự tỉ mỉ và cẩn trọng của tuổi Dậu sẽ giúp họ tránh được những rủi ro không đáng có, đồng thời tạo ra những giá trị bền vững cho cuộc sống. 6 con giáp này, sau khi trải qua những giai đoạn khó khăn, giờ đây đã hết hạn xui xẻo và chuẩn bị nhận được những phúc lộc lớn từ trời ban. Đây là thời điểm họ nên tận dụng để phát triển sự nghiệp, cải thiện tài chính và đón nhận những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những cơ hội mới, những mối quan hệ tốt đẹp và sự thịnh vượng đang chờ đợi. Trong cuộc sống, mỗi người đều có những đặc điểm riêng biệt trên cơ thể, từ những nốt ruồi nhỏ nhắn đến những dấu hiệu khác biệt mà đôi khi chúng ta không để ý. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy và tử vi, những đặc điểm này không phải ngẫu nhiên mà có. Chúng có thể ẩn chứa những điềm báo may mắn, là dấu hiệu của sự phú quý và thịnh vượng. Những nốt ruồi, đặc biệt là những nốt ruồi ở các vị trí đặc biệt, được coi là dấu hiệu trời ban, mang theo thông điệp về một cuộc sống hạnh phúc, thành công và đầy tài lộc. Nếu bạn may mắn sở hữu những nốt ruồi này, có thể bạn đang nắm giữ trong tay chìa khóa của sự thịnh vượng, thành đạt và phúc khí. Nốt ruồi không chỉ là những dấu hiệu bên ngoài, mà còn là biểu tượng của những phước lành mà trời Phật đã dành tặng, báo hiệu rằng dù hiện tại bạn có gặp khó khăn đến đâu, tương lai của bạn vẫn sẽ đầy hứa hẹn và sáng lạn. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 6 vị trí nốt ruồi hiếm và may mắn nhất, được xem là biểu tượng của phú quý, sự che chở và bảo vệ từ trời Phật. Những người sở hữu những nốt ruồi này thường có số mệnh phú quý, được trời định sẽ gặt hái nhiều thành công và tài lộc. Đừng bỏ qua, vì biết đâu bạn cũng đang sở hữu một trong những dấu hiệu may mắn này mà không hề hay biết. 1. Nốt ruồi ở giữa trán, biểu tượng của trí tuệ và phú quý. Nốt ruồi nằm ở giữa trán, vị trí ngay trên điểm giao giữa hai lông mày, được coi là dấu hiệu của sự thông minh, sáng suốt và khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Người sở hữu nốt ruồi ở giữa trán thường có trí tuệ vượt trội, khả năng suy nghĩ sáng tạo và tầm nhìn xa. Họ thường được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, dễ dàng đạt được thành công và thu hút tài lộc. Trong văn hóa phương Đông, nốt ruồi ở giữa trán còn được gọi là thiên tâm, biểu thị cho sự sáng suốt và hiểu biết sâu sắc. Những người này không chỉ giỏi trong việc đưa ra những quyết định đúng đắn mà còn có khả năng nhìn thấu đáo mọi việc. Điều này giúp họ luôn nắm bắt cơ hội tốt và tránh được những rủi ro không đáng có. Sự kết hợp giữa trí tuệ và may mắn đã giúp họ dễ dàng thành công và đạt được sự thịnh vượng trong cuộc sống. 2. Nốt ruồi ở lòng bàn tay, điềm báo về sự giàu có và quyền lực. Nốt ruồi nằm ở lòng bàn tay, đặc biệt là ở giữa lòng bàn tay, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và khả năng quản lý tài chính. Những người có nốt ruồi ở lòng bàn tay thường có khả năng nắm bắt tài lộc rất tốt, biết cách đầu tư thông minh và tích lũy của cải. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn có số mệnh phát đạt, dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp kinh doanh và quản lý tài sản. Người có nốt ruồi ở vị trí này thường được trời Phật ban cho khả năng tính toán tỉ mỉ,
biết nhìn nhận cơ hội và không ngại đối mặt với thử thách. Họ luôn có tư duy chiến lược và khả năng lãnh đạo xuất sắc, giúp họ dễ dàng đưa ra những quyết định đúng đắn trong cuộc sống. Không những thế, nốt ruồi ở lòng bàn tay còn là biểu hiện của sự bền bỉ, kiên định, giúp họ vươn lên từ khó khăn và đạt được thành công bền vững. 3. Nốt ruồi ở sau gáy, biểu tượng của sự che chở và bảo vệ. Nốt ruồi ở sau gáy, một vị trí ít ai để ý nhưng lại mang nhiều ý nghĩa phong thủy quan trọng. Theo quan niệm dân gian, người có nốt ruồi ở sau gáy thường được trời Phật che chở, luôn gặp may mắn trong cuộc sống và được bảo vệ khỏi những điều xui xẻo. Vị trí này được xem như một lá chắn vô hình, giúp chủ nhân tránh xa tai họa và mang lại sự an lành. Những người sở hữu nốt ruồi ở sau gáy thường có cuộc sống yên bình, ít gặp phải sóng gió lớn. Họ thường được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống thuận lợi và hạnh phúc. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn có số mệnh an lành, được trời Phật bảo hộ và có thể đạt được những thành tựu lớn trong cuộc đời. Nốt ruồi ở sau gáy không chỉ mang lại may mắn mà còn là dấu hiệu của sự kiên cường, khả năng vượt qua mọi khó khăn. 4. Nốt ruồi ở lòng bàn chân, biểu tượng của sự ổn định và phồn thịnh. Nốt ruồi ở lòng bàn chân, đặc biệt là ở giữa lòng bàn chân, là dấu hiệu của sự ổn định, thịnh vượng và sự nghiệp vững chắc. Những người có nốt ruồi ở lòng bàn chân thường có số mệnh phú quý, thành công trong sự nghiệp và có một cuộc sống ổn định, không lo thiếu thốn. Nốt ruồi này là biểu tượng của sự sung túc và khả năng thu hút tài lộc. Trong phong thủy, nốt ruồi ở lòng bàn chân còn được xem là dấu hiệu của người có khả năng lãnh đạo, biết quản lý tài chính và luôn đi trước người khác một bước. Những người này thường đạt được những vị trí cao trong xã hội, được nhiều người nể phục và kính trọng. Họ không chỉ giàu có về vật chất mà còn có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. 5. Nốt ruồi ở bả vai, biểu tượng của sự đáng tin cậy và thành công. Nốt ruồi ở bả vai, đặc biệt là ở vai phải, là dấu hiệu của sự trách nhiệm, đáng tin cậy và thành công trong công việc. Những người có nốt ruồi ở bả vai thường là những người chịu khó, kiên nhẫn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ có khả năng làm việc nhóm tốt, được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng. Nốt ruồi ở bả vai còn biểu thị cho sự bền bỉ, kiên cường và khả năng vượt qua thử thách. Những người này thường không ngại khó khăn, luôn sẵn sàng đối mặt với những thách thức để đạt được mục tiêu của mình. Đây là dấu hiệu của một cuộc sống đầy thành tựu, sự nghiệp thăng tiến và gia đình hạnh phúc. 6. Nốt ruồi ở rốn, biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng. Nốt ruồi ở rốn là một trong những vị trí nốt ruồi mang lại nhiều may mắn nhất. Đây là dấu hiệu của sự giàu có, thịnh vượng và khả năng sinh sôi nảy nở. Những người có nốt ruồi ở rốn thường có cuộc sống sung túc, không lo thiếu thốn và luôn được hưởng những phúc lợi từ trời ban. Nốt ruồi ở rốn không chỉ là biểu tượng của sự thành công trong sự nghiệp mà còn là dấu hiệu của một gia đình hạnh phúc, con cháu đông đủ. Những người này thường có khả năng sinh con đẻ cái, gia đình hòa thuận và luôn gặp nhiều may mắn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đây là dấu hiệu của một cuộc sống an nhàn, giàu có và hạnh phúc lâu dài. Những nốt ruồi trên cơ thể, đặc biệt là ở những vị trí đặc biệt như đã nêu trên, không chỉ là những dấu vết bẩm sinh mà còn là biểu tượng của sự may mắn, phú quý và thịnh vượng. Nếu bạn may mắn sở hữu những nốt ruồi này, hãy biết trân trọng và tận dụng những cơ hội mà cuộc đời mang lại. Những nốt ruồi này không chỉ là dấu hiệu của một cuộc sống giàu sang mà còn là minh chứng cho phúc khí và sự bảo vệ mà trời Phật đã dành tặng cho bạn. Hãy luôn cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống để biến những tiềm năng đó thành hiện thực, đạt được những thành công rực rỡ và một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong mỗi gia đình, là nơi chúng ta thể hiện lòng thành kính, tôn thờ và tri ân tổ tiên, ông bà cũng như các vị thần linh. Đây không chỉ là một không gian vật chất mà còn là biểu tượng của mối liên kết tâm linh giữa thế giới hữu hình và vô hình, giữa con cháu và cội nguồn của mình. Chính vì sự linh thiêng và quan trọng của bàn thờ, việc sắp xếp, bài trí và chọn lựa các vật phẩm đặt lên bàn thờ phải được thực hiện một cách cẩn trọng, theo đúng nguyên tắc phong thủy và tâm linh. Nếu chúng ta sơ ý đặt lên bàn thờ những vật phẩm không phù hợp, không chỉ làm mất đi sự trang nghiêm mà còn có thể mang đến xui xẻo, tai họa cho gia đình. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 6 vật phẩm cấm kỵ không được đặt lên bàn thờ.
Đây là những vật phẩm mà nếu để trên bàn thờ, có thể khiến ông bà quở trách, thần linh nổi giận và gia đình gặp phải những điều không may. Hãy cùng lắng nghe để hiểu rõ hơn và bảo vệ sự bình an cho tổ ấm của mình. Một, hoa giả tượng trưng cho sự giả dối và hư ảo. Hoa là biểu tượng của sự thanh cao, tinh khiết và sự sống. Trong các nghi lễ thờ cúng, hoa tươi được coi là vật phẩm không thể thiếu, thể hiện lòng thành kính và tôn trọng đối với tổ tiên và thần linh. Tuy nhiên, hoa giả lại mang một ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Trong phong thủy, hoa giả được xem là biểu tượng của sự giả dối, hư ảo và thiếu sinh khí. Việc dâng hoa giả lên bàn thờ không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng mà còn có thể mang đến những điều không may mắn, khiến cho gia đình gặp phải những rắc rối không đáng có. Hoa tươi, ngược lại, mang đến năng lượng sống động, giúp gia đình thu hút được tài lộc, may mắn và sức khỏe. Khi chọn hoa để đặt lên bàn thờ, bạn nên chọn những loại hoa có màu sắc tươi sáng, hương thơm dịu nhẹ như hoa sen, hoa huệ, hoa cúc. Những loại hoa này không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại cảm giác an lành, thanh khiết và tạo ra một môi trường linh thiêng, trang nghiêm cho bàn thờ. 2. Tiền giả mang lại sự xui xẻo và mất mát. Tiền vàng mã, tiền giả là một phần quan trọng trong các nghi lễ cúng bái của người Việt, thường được sử dụng để gửi đến tổ tiên và các vị thần linh. Tuy nhiên, việc đặt tiền giả trực tiếp lên bàn thờ lại là một điều cấm kỵ trong phong thủy. Tiền giả tượng trưng cho sự giả dối, mất mát và không thật, do đó, nếu để trên bàn thờ, nó có thể làm suy giảm năng lượng tốt, khiến cho gia đình gặp phải xui xẻo, thất thoát tài sản và thậm chí là mất đi sự thịnh vượng. Để tránh điều này, bạn nên để tiền vàng mã ở một vị trí khác trong nhà, sau khi cúng xong thì mang đi đốt, thay vì đặt trực tiếp lên bàn thờ. Việc này không chỉ giúp bảo vệ sự linh thiêng của không gian thờ cúng mà còn giữ cho bàn thờ luôn trong trạng thái thanh tịnh, giúp gia đình nhận được nhiều phước lành và tài lộc từ tổ tiên và thần linh. 3. Đồ vật bị hư hỏng, biểu tượng của sự suy tàn và xui xẻo. Bàn thờ là nơi thể hiện sự tôn kính, vì vậy mọi vật phẩm đặt trên bàn thờ cần phải ở trong trạng thái hoàn hảo, không có dấu hiệu của sự hư hỏng hay nứt vỡ. Những đồ vật như bát hương bị nứt, đèn dầu bị gãy, hoặc các tượng thần, tượng Phật bị mẻ không chỉ làm mất đi vẻ trang nghiêm của bàn thờ mà còn là biểu tượng của sự suy tàn, xui xẻo. Khi để những vật phẩm này trên bàn thờ, gia đình có thể gặp phải những rắc rối, bất hạnh và các vấn đề về sức khỏe, tài lộc. Nếu bạn phát hiện trên bàn thờ có bất kỳ đồ vật nào bị hư hỏng, hãy thay thế chúng ngay lập tức bằng những vật phẩm mới, nguyên vẹn. Việc này không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với tổ tiên và thần linh mà còn giúp gia đình thu hút được năng lượng tích cực, duy trì sự ổn định và thịnh vượng trong cuộc sống. Đừng bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của việc giữ gìn bàn thờ, vì đây chính là nền tảng tâm linh của mỗi gia đình. 4. Ảnh người quá cố khác dòng họ, sự lộn xộn và mâu thuẫn. Bàn thờ gia tiên là nơi để thờ cúng những người đã khuất trong dòng họ, thể hiện sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Tuy nhiên, việc đặt ảnh người quá cố không thuộc dòng họ lên bàn thờ lại là một điều cấm kỵ trong phong thủy. Điều này có thể gây ra sự lộn xộn, mâu thuẫn trong gia đình, thậm chí là sự quở trách từ tổ tiên. Đây là một hành động có thể làm xáo trộn trật tự phong thủy và mang lại những điều không may cho gia đình. Nếu bạn muốn tưởng nhớ người đã khuất không thuộc dòng họ, hãy lập một bàn thờ riêng hoặc để ảnh họ ở một vị trí khác trong nhà. Bàn thờ chính nên chỉ thờ cúng tổ tiên và các vị thần linh của gia đình để đảm bảo sự hài hòa, trật tự và tránh những xung đột không cần thiết. Việc giữ cho bàn thờ luôn thanh tịnh và đúng nguyên tắc sẽ giúp gia đình bạn duy trì được sự bình an và thuận lợi trong mọi việc. 5. Vật dụng cá nhân, sự xúc phạm và thiếu tôn trọng. Bàn thờ là nơi linh thiêng và cần được giữ gìn cẩn thận, không nên đặt lên đó những vật dụng cá nhân như quần áo, mũ nón, kính mắt hay các vật dụng hàng ngày khác. Những vật dụng này, nếu đặt lên bàn thờ, không chỉ làm mất đi sự trang nghiêm của không gian thờ cúng mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với tổ tiên và thần linh. Trong phong thủy, việc này có thể dẫn đến sự xúc phạm và khiến cho gia đình gặp phải những điều không may, thậm chí là đại họa. Để tránh phạm phải điều cấm kỵ này, bạn cần giữ cho bàn thờ luôn sạch sẽ, gọn gàng và chỉ đặt những vật phẩm thờ cúng cần thiết như bát hương, đèn nến, hoa quả và các đồ cúng khác.
Điều này không chỉ giúp bảo vệ sự thiêng liêng của không gian thờ cúng mà còn mang lại sự bình an, thịnh vượng cho gia đình. Việc dọn dẹp và bảo quản bàn thờ một cách cẩn thận cũng là cách để thể hiện lòng thành kính, giúp tổ tiên và thần linh luôn hài lòng và ban phước lành cho con cháu. 6. Tượng thần linh không rõ nguồn gốc gây ra sự xáo trộn và xui xẻo. Tượng thần linh là vật phẩm thường được đặt trên bàn thờ để cầu nguyện, bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu xa. Tuy nhiên, việc đặt tượng thần linh không rõ nguồn gốc, không biết được lịch sử và cách sử dụng đúng đắn có thể gây ra sự xáo trộn trong năng lượng của ngôi nhà. Trong phong thủy, điều này có thể dẫn đến xui xẻo, mâu thuẫn và những rủi ro không lường trước được. Để tránh gặp phải những hậu quả không mong muốn, bạn nên cẩn thận khi chọn lựa tượng thần linh để đặt trên bàn thờ. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về nguồn gốc, ý nghĩa của tượng và cách thờ cúng đúng đắn. Nếu có nghi ngờ về nguồn gốc của tượng, tốt nhất là không nên sử dụng hoặc hỏi ý kiến của những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Điều này giúp bạn duy trì sự hài hòa và bình yên trong gia đình, tránh được những điều không may mắn. 7. Các vật phẩm kim loại gỉ sét mang lại năng lượng tiêu cực. Các vật phẩm bằng kim loại như chân nến, bát hương hay các đồ trang trí bằng kim loại nếu bị gỉ sét cũng không nên để trên bàn thờ. Gỉ sét không chỉ làm mất đi vẻ đẹp của vật phẩm mà còn tượng trưng cho sự suy tàn, thiếu sinh khí và năng lượng tiêu cực. Trong phong thủy, kim loại bị gỉ sét có thể gây ra sự trì trệ trong năng lượng, khiến cho gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, tài lộc bị hao mòn và các mối quan hệ trở nên căng thẳng. Để tránh điều này, bạn nên thường xuyên kiểm tra và làm sạch các vật phẩm bằng kim loại trên bàn thờ. Nếu phát hiện có dấu hiệu gỉ sét, hãy ngay lập tức thay thế bằng những vật phẩm mới, sáng bóng để duy trì sự trong sáng và tích cực của năng lượng trên bàn thờ. Việc này không chỉ giúp bảo vệ tài lộc mà còn mang lại sự thịnh vượng và bình an cho gia đình. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong ngôi nhà, nơi chúng ta giao tiếp với tổ tiên và thần linh, cầu nguyện cho sự bình an và thịnh vượng. Vì vậy, việc sắp xếp và lựa chọn các vật phẩm trên bàn thờ cần phải được thực hiện với sự cẩn trọng và tôn kính. Tránh đặt những vật phẩm cấm kỵ như hoa giả, tiền giả, đồ vật hư hỏng, ảnh người quá cố không thuộc dòng họ, vật dụng cá nhân, tượng thần linh không rõ nguồn gốc và các vật phẩm kim loại gỉ sét lên bàn thờ sẽ giúp gia đình bạn giữ được sự hài hòa, an lành và tránh được những điều không may mắn. Hãy luôn chăm sóc và bảo quản bàn thờ của gia đình một cách chu đáo, bởi đó không chỉ là nơi thể hiện lòng thành kính mà còn là nền tảng của sự bình an và thịnh vượng cho cả gia đình. Việc hiểu và áp dụng đúng các nguyên tắc phong thủy trong thờ cúng sẽ giúp bạn bảo vệ tổ ấm, thu hút những điều tốt lành và đạt được hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống.